chị Nguyễn Thị Huyền làm nghề trông chè. Công việc tuy không bận rộn, nhưng thời gian lại rất gò bó. Do đó, vào mỗi buổi sáng hay khi nhỡ bữa, chị Huyền thường phải ăn mì tôm cho nhanh và tiện. Chị Huyền biết ăn nhiều mì tôm không tốt, nhất là gần đây có nhiều thông tin về mì tôm dùng dầu chiên đi chiên lại. Mì tôm chứa chất axit, chất tạo màu, nhưng chị Huyền vẫn không thể từ bỏ loại đồ ăn nhanh này. Để trấn an bản thân, chị thường tìm mua và ăn mì của những thương hiệu có uy tín. Mình cũng rất hay thích ăn mì bởi vì là buổi sáng thì là mình phải trông các cháu, cho nên là công việc của mình rất bận rộn, nên là mình sẽ chọn cái nhà ăn mì là nhanh và tiện lợi nhất. Thực ra thì nó cũng như thông tin với lại mọi người, mình cũng nghĩ là nó cũng tốt nhưng vẫn có mặt hạn chế. Ví dụ như là mình cảm thấy nó cũng rất là nóng ruột. Thế nhưng mà bởi vì là mình rất là bận rộn với các cháu nên là mình ăn mì cho nó nhanh và tiện lợi. Mình nghĩ là mì thì là vẫn còn có thương hiệu với lại các thứ của các nhà sản xuất, thì mình nghĩ là mình vẫn cứ chọn mì. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều sản phẩm được chế biến từ bột có sự hiện diện của axit oxalic. Cụ thể, mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đưa 4 mẫu mì tôm, hủ tiếu khô, mì sợi khô được lấy tại một số điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố đi phân tích thì cả 4 đều chứa axit oxalic. Mì tôm hay còn gọi là mì ăn liền là món ăn nhanh rất phổ biến ở nước ta. Mọi đối tượng từ già đến trẻ đều ăn mì, họ ăn vào mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí còn có nhiều người nghiện mì tôm và ăn thường xuyên. Do đó, thông tin này gây ra rất nhiều hoang mang trong dư luận. Axit oxalic mà có trong mì ăn liền ấy, thì tôi cho rằng là một vấn đề rất là đáng có lo ngại. Là vì rằng là mì ăn liền là một cái sản phẩm người tiêu dùng dùng khá phổ biến ở trong cái cuộc sống hàng ngày, kể cả ăn sáng, rồi kể cả ăn trưa, đôi khi người ta cho trẻ con, trẻ em ăn nữa, và cũng là một món dễ ăn, cho nên không làm cho người dân Việt Nam đã quen ăn cái món đó rồi. Vì vậy cho rằng là trước cái thông tin mà axit oxalic có trong mì ăn liền thì có lẽ chúng ta phải suy nghĩ xem cách chúng ta tiến hành như thế nào, chứ không thì rất là nguy hiểm cho cái đời sống của con người chúng ta. Axit oxalic là một axit hữu cơ mạnh, có áp lực cao với các ion kim loại như canxi, sắt, natri, magie, kali, tạo nên các muối oxalat. Thông thường, axit oxalic được sử dụng trong công nghiệp và gia dụng, chẳng hạn trong ngành gỗ để làm trắng gỗ bị đen do thời tiết, nắng, làm chất tẩy rửa các dụng cụ gia đình. Trong xử lý nước thải để loại bỏ canxi trong nước thải. Nếu lạm dụng axit oxalic dùng để tẩy trắng thì các loại mì tôm, mì sợi khô cần có màu vàng để bắt mắt, không cần phải tẩy trắng nhưng vẫn phát hiện loại axit này. Mì tôm có chứa axit oxalic có thể do nguyên liệu sản xuất đầu vào là bột đã có axit oxalic để làm trắng bột. Việc đưa axit oxalic vào thực phẩm là hành vi bất hợp pháp vì hóa chất này không nằm trong danh mục được phép dùng trong thực phẩm. Vì sao axit oxalic lại nguy hiểm? Tại vì trước hết khẳng định rằng là axit oxalic không phải là một cái hóa chất được phép sử dụng trong ngành của thực phẩm. Trong cái danh mục mà phụ gia của Bộ Y tế người ta cũng không có, và trong cái danh mục chất phụ gia mà chất mà cho vào trong thực phẩm, người ta các trên thế giới người ta cũng không cho phép cho axit oxalic vào. Axit oxalic là một hóa chất nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe của người sử dụng,
Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra, các báo đồng loạt đưa tin 100% mì tôm có chứa axit oxalic đã thực sự khiến dư luận hoang mang. Nhiều người còn tẩy chay không dám ăn mì. Axit oxalic có tác hại lớn nhất là chỗ nào? Thực ra thì axit oxalic không phải là một chất độc. Quá mà có khả năng gây ra nhiễm độc mang tính chất cấp tính mà người ta cũng không thể ăn nhiều cái axit oxalic được. Thế nhưng mà ngược lại thì axit oxalic có khả năng gây ra nhiễm độc trường diễn, thế là nhiễm độc từ từ, nhiễm độc dần dần, hay một số người người ta gọi là nhiễm độc tích lũy, hay người ta còn gọi một số người người ta gọi là nhiễm độc mãn tính. Thế thì khi axit oxalic vào trong cơ thể, nó vào máu thì tất cả mọi cái con đường mà dẫn qua máu thì đều phải qua thận lọc trước khi nó quay trở lại là thành máu đỏ, tức là nó đào thải chất độc ra. Thì axit oxalic sẽ tích tụ ở trong quả thận. Thế và nó qua đấy nó sẽ tác dụng với cái canxi mà có trong cái cơ thể chúng ta, đặc biệt là trong thận. Thế thì nó gây ra hiện tượng gọi là kết đọng những cái sỏi thận trong thận, và nhiều từ cái bệnh thận đấy nó sẽ đẻ ra một loạt các bệnh khác mà chúng ta biết rằng là cái đó là rất là không tốt cho sức khỏe. Vì vậy cho nên tôi cho rằng là có lẽ về việc các cơ quan chức năng này phải ngăn chặn ngay tình trạng này, mà ngăn chặn tốt nhất là thế này, vì nó là không nằm trong cái danh mục được phép của nhà nước, được của Bộ Y tế, cho nên rằng là nếu chúng ta kiểm tra thì kiểm tra nó xong phải cảnh báo và thậm chí phải xử phạt. Người dân khi nghe thông tin mì tôm chứa axit độc hại thì đánh đồng và cho rằng tất cả các loại mì đều không tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là mẫu kiểm tra xác suất. Mì tôm là loại thực phẩm không được khuyến khích sử dụng nhiều, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đoạn tuyệt với nó. Nhà nước nên vào cuộc kiểm soát chất lượng và độ an toàn của loại thực phẩm này, từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu sản xuất, kinh doanh, để nó thực sự trở nên tiện lợi và an toàn, không chỉ về vấn đề axit oxalic mà cả nhiều vấn đề khác. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng nên kiểm tra và công bố những cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn để người dân có căn cứ lựa chọn. Cái axit oxalic mà người ta kiểm tra vừa rồi báo chí có nói là 100% cái mẫu mà người ta kiểm tra thấy có axit oxalic ấy, thì tôi cho rằng là có lẽ cũng cần phải thẩm định lại cái thông tin này cho nó chính xác hơn. Là vì rằng là ở Việt Nam mình có rất là nhiều hãng sản xuất cái mì ăn liền. Thế mà nếu anh lấy mẫu mà mang tính chất đại diện cho tất cả ngành mang tính chất xác suất ấy, thì anh phải lấy nhiều mẫu để khẳng định cái đó, chứ không thì không thể khẳng định một cách hơi vội vàng như vậy được. Nhưng chỉ có điều tức là cái số mẫu anh lấy được 5-7 mẫu mà anh có thể kết luận được toàn cục, bởi vì là cái số lượng sản xuất mì ăn liền của chúng ta rất là lớn. Hiện nay chúng ta có hàng đến hàng chục cái doanh nghiệp sản xuất và quy mô rất là lớn. Như vậy thì có lẽ cũng phải lấy mẫu cho nó khách quan hơn. Thực ra thì ở đây người dân bất cứ một thông tin nào thì người dân cũng đều lo lắng cả, bởi vì rằng là người ta cũng không thể quay lưng với mì ăn liền, vì nó thậm chí mì ăn liền nó thành một thói quen rồi. Thế cho nên là ở đây trước cái tinh thần này thì có lẽ cái trước hết là các cơ quan chức năng đã kiểm tra được cái công ty nào thì công bố lên cho người ta, công cho người dân biết được là để tránh những cái sản phẩm của những công ty đó. Còn những công ty khác thì không thể làm ảnh hưởng đến cái sản xuất kinh doanh của họ được, bởi vì nó là một cái nhu cầu thiết yếu của người dân bây giờ rồi. Cho nên rằng là chúng ta nên công bố rành rọi để cho người dân quay lưng lại những sản phẩm ấy, và để cho họ biết rằng thế nào là cái luật pháp của Việt Nam. Chứ còn nếu mà công bố một cái chung chung rồi tất cả mọi người đều cứ cảnh giác thì có lẽ chúng ta ăn cái gì, chúng ta uống cái gì. Hiện nay, khi mọi công bố đều chung chung và chưa rõ ràng, người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng. Chúng ta nên tìm mua mì tôm có nhãn mác, bao bì, sản phẩm của những thương hiệu uy tín và được cấp phép. Ngoài ra, phải ăn uống điều độ, ăn có chọn lọc, không nên lạm dụng ăn quá nhiều. Đặc biệt, trước thông tin mì tôm có chứa axit oxalic,
chúng ta cũng nên thận trọng, hạn chế sử dụng mì tôm với một số nhóm đối tượng nhạy cảm như người có vấn đề về thận, gút, thấp khớp, người thừa cân, béo phì. Thực ra thì vấn đề miễn liền cũng là vấn đề mà cũng nhiều cái vấn đề mà người ta cần phải quan tâm, không phải chỉ là axit oxalic đâu. Bởi vì miễn liền là một cái sản phẩm mà phải nói rằng nó rất là tiện lợi, nó rất là tốt. Nhưng mà thứ là có một thời kỳ chúng ta nói đến trans fat chẳng hạn, tức là một cái chất béo ở trong đó và có thể gây ra những cái tổn hại sức khỏe đến sức khỏe, hoặc là những cái chất phụ gia người ta cho vào làm cho cái màu, nó cũng là một cái vấn đề mà người ta quan tâm, hoặc là những cái chất phụ gia làm cho nó tăng cái độ bền của sợi, đặc biệt là những cái công ty mà sản xuất cái sợi mì ăn liền mà nó bằng cái loại bột mì mà nó không phải là bột mì thật là tốt ấy, thì thông thường là nó không thật là dai, cho nên là người ta cũng tăng thêm những cái trò chiết tạo cái độ bền cho cái sợi và làm cho cái bột mì ăn liền nó trở thành không nguyên vẹn. Cái nguyên gốc của ban đầu của nó là từ bột mì, xong người ta cán thành sợi rồi người ta cho dân người ta làm cái món mì ăn. Có nhiều khảo sát về hàm lượng axit oxalic trong thực phẩm đã được công bố. Theo đó, axit oxalic không chỉ có trong mì tôm mà còn tồn tại trong tự nhiên trong rất nhiều loại rau, củ quả như khế, ngò tây, cây đại hoàng, rau sam, cà rốt, tỏi, đậu, măng tây, cần tây, bông cải xanh, bắp cải, trà, lá, hạt cacao, hạt cà phê, gạo, bột mì, chuối, cam, gừng, xoài. Nhưng người bình thường ăn rau củ quả, ngũ cốc có axit oxalic tự nhiên với lượng ăn bình thường thì khó có tác dụng độc hay gây sỏi thận. Axit oxalic kết hợp với canxi thành oxalat canxi có thể lắng đọng ở thận, lâu ngày tạo sạn thận. Lâu nay, một số cơ sở chế biến thực phẩm đã lạm dụng loại hóa chất này để tẩy trắng thực phẩm. Thế vì sao như vậy? Mà mặc dù là axit oxalic có trong một số loại mà nông sản mà đôi khi chúng ta cũng thường gặp, ví dụ như là trong quả khế chua chẳng hạn, hoặc là trong kể cả quả khế ngọt thì hàm lượng oxalic thấp hơn nhưng mà vẫn có, hoặc là trong rau sam chẳng hạn, người ta vẫn có, nhưng mà cái lượng ấy nó rất là ít. Thì một cái thứ hai là người ta không ăn thường xuyên, cho nên rằng là cái việc nguy hại đối với sức khỏe nó không lớn lắm. Bởi vì là thực ra con người ta có thể ăn vào một số cái chất mà người ta gọi là chất không có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà trên thực tế thì cơ thể chúng ta vẫn có khả năng tẩy ra trong quá trình tự đào thải. Và do đó nó không gây nguy hiểm. Tuy nhiên rằng là nếu người ta ăn nhiều những cái thực phẩm như vậy thì cũng có khả năng gây ra những cái tác hại nhất định. Hiện nay trên thị trường, các loại mì tôm vẫn được bày bán tràn lan. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mì tôm vẫn được quảng cáo rất nhiều với khẩu hiệu vừa ngon, vừa tiện lợi, vừa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những công bố được đưa ra thì lại hoàn toàn phủ nhận điều đó. Người dân không biết phải dựa vào đâu để đánh giá loại sản phẩm này. Nếu có ăn thì cũng đành ăn theo kiểu khuất mắt trông coi.